mừng các bạn đã trở lại với kênh bảo hộ xe máy Yohi Shop. Thì hôm nay shop đang tiến hành lên thùng giữa cho Exciter 150 nha các bạn. Thì các bạn lưu ý cái dòng xe này muốn lên thùng giữa thì mình phải khoan một cái lỗ để bắt cái bát vào. Thì cái lỗ như các bạn khoan sẽ nó nằm ngay vị trí này. Thì các bạn chú ý khoan cho chính xác nha các bạn. Thì trên tờ hướng dẫn cũng có sẽ hướng dẫn cái vị trí mà mình khoan. Và ốc vít thì được hãng tặng kèm hết nha các bạn, mấy cái ốc và tán luôn. Thì cái bát thì cái thùng này nó sẽ giữ được hai vị trí là cái bát chữ T. Thì cái bát chữ T này mình sẽ bắt vào cái cổ và mình sẽ khoan cái lỗ này để mình bắt hai con ốc ở dưới cái đáy thùng nha các bạn. Thì ngay cái vị trí này nó sẽ có một con ốc, thì mình sẽ khoan một cái lỗ nhựa này để mình lấy con ốc đó ra để mình bắt cái bát vào. Đó, sau khi mình khoan lủng cái phần nhựa thì nó sẽ lòi con ốc ra nha các bạn. Thì mình sẽ tháo con ốc này. Thì cái chỗ này thì hãng sẽ tặng kèm cho mình cái con ốc khác dài hơn để mình bắt cái bát ở dưới cái đáy thùng. Đây, cái bát nó sẽ như thế này. Thì nó sẽ có hai con ốc ở phía dưới. Xíu nữa thì mình sẽ lấy hai con ốc từ dưới mình bắt ngược trở lên phía trong thùng. Thì đầu tiên các bạn siết vào cái cổ trước nha các bạn. Bạn siết hờ thôi. Xong rồi các bạn sẽ lòn hai con ốc từ phía dưới lên hạ cái bát mình hồi nãy mình thả phía dưới đó. Lý do là ốc cổ mình không siết cứng để cái phần thùng mình có thể đẩy qua đẩy lại để cho nó ngay cái lỗ ở phần bát ở dưới đáy thùng, để mình có thể lòn con ốc từ dưới lên dễ dàng nha các bạn. Khi nào mà các bạn bắt được hai con ốc ở dưới đáy thùng lên và siết lại thì mình mới bắt đầu siết cứng con ốc ở cổ lại nha các bạn. Thì nó chỉ có giữ ở hai vị trí vậy thôi. Giờ mình tiến hành mình siết cứng lại. Thì cũng khá là đơn giản nha các bạn. Thì tầm khoảng chừng 10 đến 15 phút là mình sẽ hoàn thành một cái thùng giữa cho Exciter 150. Thì cái thùng giữa này mình gắn rất là nhiều, được nhiều loại xe nha các bạn. Thì một số hãng xe mà ít có thông dụng thì hãng sẽ không có làm cái bát, thì cái đó mình phải chế. Còn những cái dòng xe thông dụng như là Edge hay là Winner thì sẽ có bát chính hãng nha các bạn. Mình chỉ cần lắp zin vào thôi. Thì cái giá thùng này là G12N kèm bát luôn là 790k. Còn cái thùng G10N thì nó nhỏ hơn 2 lít kèm bát luôn là 710k. Và ở shop thì luôn luôn có sẵn các mẫu thùng phía sau chính hãng GV với nhiều kích thước và thiết kế khác nhau, và thùng thông nữa. Nếu bạn nào muốn lên 3 thùng thì mình vẫn có sẵn hàng. Và ở shop có sẵn rất là nhiều mẫu áo mưa chính hãng của GV và nhiều phụ kiện đi mưa khác như là ba lô đi mưa, túi đi mưa và các sản phẩm mũ bảo hiểm 3/4 full face của nhiều thương hiệu như là KIT, Bulldog, GV và một số thương hiệu khác. Các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng để tham khảo, không mua không sao nha các bạn. Hoặc có thể nhắn tin qua số điện thoại Zalo shop có để ở phần mô tả để shop tư vấn cho các bạn ở xa. Shop có giao hàng toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem hết clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.